cả Việt Nam vỗ tay chúc mừng vừa về nước Quang Linh Vlog nhận món quà to đùng từ Nghệ An. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, Quang Linh, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết được biết đến với việc gieo hạt giống lành trên đất châu Phi, mang lại sự thay đổi tích cực, cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Tại quê nhà Việt Nam, chàng thanh niên ấy cũng đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Anh thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, trao tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở Nghệ An, quê hương anh. Mới đây khi vừa trở về từ châu Phi chưa lâu, Quang Linh đã nhận được một món quà bất ngờ từ Nghệ An, quê hương anh. Sự kiện này không chỉ là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tấm lòng nhân ái của Quang Linh, mà còn là niềm tự hào chung cho những ai yêu mến và theo dõi hành trình của chàng trai này. Rất nhiều fan hâm mộ đã dành cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất, thể hiện sự ngưỡng mộ và trân trọng với những đóng góp ý nghĩa của anh cho cộng đồng. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng với Việt Nam Prosperity tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, trong bức tranh đầy sắc màu của tuổi trẻ Nghệ An, Quang Linh nổi bật lên như một tấm gương sáng ngời, một biểu tượng của lòng nhiệt huyết và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Anh không chỉ là một YouTuber được yêu mến với những video chân thực, gần gũi về cuộc sống tại châu Phi, mà còn là người mang trong mình sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Mới đây vào ngày 13 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra tại thành phố Vinh, Nghệ An với khẩu hiệu Thanh niên Nghệ An khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Tại đây, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tuyên dương và trao bằng khen cho 8 tài năng trẻ tiêu biểu. Các tài năng trẻ chính là đại diện cho tinh thần, trí tuệ, khát vọng của tuổi trẻ Nghệ An trong thời đại mới, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Quang Linh Vlog vinh dự là một trong 8 tài năng trẻ nhận được bằng khen thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024. Không chỉ vậy, Quang Linh Vlog cũng được bầu vào Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An khóa 7 nhiệm kỳ 2024-2029. Thông tin nhanh chóng được các diễn đàn tại Nghệ An cũng như nhiều trang tin chia sẻ. Hình ảnh dễ thương của lôi con, sự tận tâm của Quang Linh Vlog và tinh thần đoàn kết của team châu Phi đã nhanh chóng chiếm sóng trên mạng xã hội, nhận được vô số lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Hãy cùng Việt Nam Prosperity nhìn lại hành trình đặc biệt của Quang Linh nhé! Quang Linh Vlog là một YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội. Kênh YouTube của anh có nội dung xoay quanh cuộc sống ở châu Phi với nhiều việc làm ý nghĩa giúp đỡ người dân bản địa đã thu hút hơn 4 triệu người theo dõi. Hành trình lao động sáng tạo, sẻ chia và kết nối để đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam gần gũi hơn với bạn bè quốc tế của Quang Linh Vlog khiến nhiều người cảm phục. Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 2016, Quang Linh đi xuất khẩu lao động tại Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia ở châu Phi. Thời gian đầu sang đây, chàng trai xứ Nghệ làm nghề xây dựng. Sau một thời gian làm việc tích lũy được vốn, Quang Linh mở một xưởng đá nhỏ để kinh doanh. Năm 2019, anh bắt đầu bén duyên với YouTube bằng việc quay những video ghi lại những hình ảnh chân thực về cuộc sống hàng ngày ở Angola. Kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi được thực hiện bởi nhóm bạn 9 người, gồm 4 người Việt Nam và 5 người Angola, thường được anh gọi bằng cái tên gần gũi là Team Châu Phi. Dù được quay trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, không qua chỉnh sửa hay thêm hiệu ứng, nhưng các video lại gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ sự mộc mạc, giản dị. Nội dung các video ghi lại cuộc sống hàng ngày của Team Châu Phi và những người dân bản địa từ làm việc, vui chơi, khám phá và trải nghiệm đến những dự án cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn. Qua đó giúp người xem hiểu rõ thêm về cuộc sống, những nét văn hóa truyền thống độc đáo cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân châu Phi. Đây chính là điểm khác biệt, tạo nên màu sắc riêng cho Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi, thu hút sự quan tâm theo dõi của cộng đồng mạng. Chỉ sau 1 năm lên sóng, kênh này đã đạt nút vàng 1 triệu người đăng ký. Đến thời điểm hiện tại, con số này đã tăng lên 4 triệu người. Quang Linh từng chia sẻ công khai số tiền anh nhận được từ YouTube mỗi tháng là 100 đô thời gian đầu, đến hơn 1.000 đô sau khi nổi tiếng. Ngoài việc trả lương cho những người bạn làm việc cùng mình, anh đã dùng chính số tiền đó để mua thực phẩm, đồ dùng trao tặng lại cho những người dân bản địa và thực hiện những dự án thiện nguyện lớn hơn, hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Giữa thời điểm đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu, Quang Linh không lựa chọn trở về nước mà ở lại châu Phi, tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Nơi Quang Linh đặt chân đến là làng miền núi xa xôi Sanjala thuộc huyện Balundo, tỉnh Hambo, một trong những địa phương nghèo nhất của Angola. Anh cùng team châu Phi tổ chức phát gạo và nhu yếu phẩm cho bà con. Khi thấy vùng quê này không có nước sạch và điện để sử dụng, Quang Linh và nhóm bạn đã tự bỏ tiền túi, thuê thợ đến khoan tìm nước ngọt và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để kéo điện. Giấc mơ có nước sạch và điện thắp sáng kể từ hơn 125 năm thành lập bản đã thành hiện thực trong sự ngỡ ngàng của bà con nơi đây. Tìm hiểu được nền nông nghiệp ở vùng Balundo kém phát triển do người dân thiếu kinh nghiệm trồng trọt và điều kiện sản xuất,
Quang Linh đã hướng dẫn bà con cách trồng một số loại rau Việt Nam, cách thu hoạch và chế biến thành các món ăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, dự án tâm đắc nhất của Quang Linh là cùng bạn bè sửa chữa lại trường học, cơ sở vật chất, vận động được hơn 800 em học sinh miền núi tới trường. Đi cùng với những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân Angola và sự nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam của chàng trai xứ Nghệ, Quang Linh dạy những đứa trẻ Angola nói và hát các ca khúc tiếng Việt, dạy bà con chế biến những món ăn Việt Nam. Anh và những người bạn của mình còn tổ chức Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, đám cưới kiểu Việt cho người dân bản địa. Chàng trai sinh năm 1997 đã và đang góp phần giới thiệu những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, làm đẹp hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam trong mắt người dân châu Phi xa xôi thông qua những hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Các bạn thân mến, nhìn lại hành trình của Quang Linh Vlog, chúng ta không chỉ thấy một người trẻ đầy nhiệt huyết mà còn thấy cả một sứ mệnh cao cả. Anh đã và đang viết nên câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện về sự cống hiến, về lòng nhân ái và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Với vai trò là Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An, chắc chắn Quang Linh Vlog sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương. Chúng ta tin rằng, với tinh thần tiên phong, sáng tạo và đoàn kết, Quang Linh Vlog sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp và mang lại nhiều thành công hơn nữa. Anh không chỉ là niềm tự hào của tuổi trẻ Nghệ An mà còn là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau chúc mừng và đồng hành cùng Quang Linh Vlog trên chặng đường phía trước để cùng nhau xây dựng một xã hội tươi sáng, đầy hy vọng và tình yêu thương. Sự tuyên dương Quang Linh Vlog là thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An không chỉ là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người trẻ trên khắp đất nước, thôi thúc thanh niên cả nước cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Việt Nam, Quang Linh đã tham gia vào nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như sửa chữa và xây mới nhà tình thương, cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình nghèo. Anh cũng đã hỗ trợ các trường học ở vùng sâu vùng xa bằng cách tặng sách vở, đồ dùng học tập và tổ chức các chương trình vui chơi, học tập cho trẻ em. Những đóng góp của Quang Linh tại Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn truyền cảm hứng và động lực cho nhiều người trẻ, khích lệ họ tham gia vào các hoạt động xã hội và cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước. Các bạn thân mến, người trẻ hiện đại, tự tin và năng động là những cô gái chàng trai trẻ tuổi sống hết mình với đam mê, không ngại bất cứ khó khăn thử thách. Tinh thần cống hiến và tầm ảnh hưởng của Quang Linh Vlog đã lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho rất nhiều thanh niên không chỉ tại Nghệ An mà còn trên khắp cả nước. Anh đã chứng minh rằng, dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần có lòng nhân ái và sự quyết tâm, chúng ta đều có thể làm nên những điều kỳ diệu. Những chuyến thiện nguyện của anh không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người được giúp đỡ, mà còn tạo ra một làn sóng tích cực, khích lệ mọi người cùng nhau hành động vì cộng đồng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!